mà có một cái vấn đề đặt ra là ảnh không có chịu bỏ vợ. Ủa gì kỳ cục vậy? Vậy đến cuối cùng á là trong cái câu chuyện đó là người đàn ông đứng ra sắp đặt hết cho cả hai người phụ nữ. Thật ra là nói thiệt là đó là một người bạn của em, vẫn quay trở về cùng với người đàn ông đó, nhưng mà em là cái người mà xúi bạn ấy chấm dứt ngay cái mối quan hệ đó. Bởi vì em không tin, em không tin là càng tiếp tục thì sẽ càng có hạnh phúc, mà người kia thì vẫn luôn luôn ở bên cạnh. Người ta lén lút mà mình cũng đâu có biết. Nói dối lớn nhất đó là cô bồ. Nhưng mà mình đang nói ở đây như kiểu của Ngân nói là đối với một cái mối quan hệ chỉ là tình yêu thôi, nhưng mà khi mà mình có gia đình rồi thì nó lại khác. Gia đình nó có nhiều thứ để ràng buộc lắm. Đôi khi có một số trường hợp, em kể chuyện hàng xóm em cái đó, bây giờ mình nghe mình bàn luận thử coi làm sao. Có một ông chồng cưới được vợ này là cũng đã được 7 năm rồi, nhưng mà lúc yêu nhau là yêu 4 năm, có nghĩa là tổng cộng là 11 năm đó cả hai dành cho nhau. Nhưng mà đến hồi sau này thì lại nói là tại sao không biết sao mà không còn tình cảm với vợ nữa, rồi đi gặp một cô gái và cảm thấy say nắng, rồi bắt đầu bước vào cái mối quan hệ đó luôn. Nhưng mà có một cái vấn đề đặt ra là ảnh không có chịu bỏ vợ. Ủa gì kỳ cục vậy? Vậy đến cuối cùng là trong cái câu chuyện đó là người đàn ông đứng ra sắp đặt hết cho cả hai người phụ nữ, mà trong khi sau này cô vợ biết, cô vợ vẫn tha thứ. Em thấy nha, đàn ông nói về chuyện ngoại tình của đàn ông á, hai loại là về suy nghĩ đàn ông á, một cái là mình chủ động và một cái là mình bị tác động. Đàn ông chủ động, ngoại tình là cái máu trăng hoa của họ, muốn phiêu lưu, muốn tìm cái mới lạ, giống như là hay có lý lẽ là hết yêu vợ rồi nên hết tìm được một cái người khác hiểu mình hơn, muốn ngàn lý do, họ muốn nói gì cũng được hết á. Trường hợp thứ hai là bị tác động bởi bạn bè, là nhiều khi bạn bè nói ôi sao sợ vợ quá, tối ngày cứ ru rú trong nhà, thôi đi cái này vui lắm nè, cái kia vui lắm đó. Nó cũng dễ vướng vào những cái chuyện cạm bẫy rồi sa ngã của người đàn ông. Nên trước khi mà mình phát hiện người thứ ba mình ghen tuông hay là gì đó, mình phải suy nghĩ được là họ đang muốn phiêu lưu vui đùa đó thôi, hay là họ muốn đi thật. Thật ra là nói thiệt là đó là một người bạn của em, vẫn quay trở về cùng với người đàn ông đó, nhưng mà em là cái người mà xúi bạn ấy chấm dứt ngay cái mối quan hệ đó. Bởi vì em không tin, em không tin là càng tiếp tục thì sẽ càng có hạnh phúc, mà người kia thì vẫn luôn luôn ở bên cạnh. Người ta lén lút mà mình cũng đâu có biết. Và nếu Trinh không lấy anh Long thì bây giờ sẽ là người hối hận. Chị ơi, mình chia sẻ thêm về cái đó đi chị. Tại sao lại là nếu không lấy anh Long là chị sẽ hối hận? Và có một cái điều mà nói dối lớn nhất đó là cô bồ. Là khi mà đã lấy chị Trinh rồi, anh đã lấy chị Trinh rồi thì anh có bồ. Tại sao? Nhưng cái cô bồ đó của anh đó là giống như là khán giả yêu thương anh, mến anh, và từ cái yêu thương, cái mến đó họ mới nảy ra tình yêu. Họ biết rằng anh đã có gia đình, họ biết là anh đã có Trinh rồi, nhưng mà họ vẫn đến với mình. Và khi mà họ đến với mình làm cho mình có một cái sự gọi là, chắc có lẽ là cái chữ rung động thì đúng hơn đó, đúng rồi đó. Mình có nên tiến tới hay không? Tôi nghĩ rằng đàn ông thì ai cũng vậy thôi. Nếu có một người phụ nữ nào đó đến với mình bằng một những cái lời lẽ ngon ngọt, những cái lời lẽ là yêu thương và săn sóc cho mình, mặc dù là mình có gia đình rồi, mình vẫn phải có một sự rung động con tim một chút xíu gì đó. Tại vì người ta nói là con tim thì nó có nhiều ngăn mà. Vì vậy cho nên là đã có lúc Long bị rung động và Long nói dối với Trinh. Khoảng thời gian đó lâu không anh? Chắc khoảng chừng 3 tháng. 3 tháng luôn? Cái câu chuyện đó nó xảy ra trong vòng 3 tháng. Thì sau cái 3 tháng đó thì một lần Trinh đã biết và Long cũng thú thật luôn. Lúc đó mới là thú thật, sau 3 tháng. Kiểu mà 3 tháng đó là 3 cái tháng mà gọi là nhắn tin thôi. Nhưng mà khi mà Trinh phát hiện được thì bắt đầu từ đó chấm dứt luôn. Nhưng mà cho em hỏi là nếu như lúc đó mà chị Trinh không phát hiện, thì bằng cái sự chân thật của cái cảm xúc của một người đàn ông đang rung động đi, thì anh nghĩ rằng là cái câu chuyện nó có thể tiến tới hơn được nữa hay không? Cái điều đó mình không thể nào mình nói được. Con tim của mỗi một con người á, họ đều có một cái sự rung động khác nhau. Thì Long nghĩ rằng là chúng ta không thể nào nói rằng tôi đã có một cái người yêu gọi là gì đó, gọi là lý tưởng rồi, thì không còn rung động với bất cứ một lời lẽ ngọt ngào nào nữa. Chắc chắn rằng sẽ có, nhưng cái có đó, nó sẽ có một cái mức giới hạn. Dạ. Vì người con trai luôn luôn muốn được chinh phục, muốn được chinh phục. Vì vậy cho nên ai mà nói là sẽ chăm sóc cho mình, ô, vậy là mình đang có một người, là mình đang chinh phục người đó, người đó mới được công nhận. Người đàn ông được công nhận là mình có sự hấp dẫn. Dạ. Đó, vì vậy cho nên Long đã bị. Vậy cho em hỏi chị Trinh đi, cái lúc mà chị đọc được những cái tin nhắn đó, cảm xúc đầu tiên của chị là cái gì? Thật lòng á thì nói đúng rồi nha, nói đúng à, ở đây không được nói nha. Phụ nữ á, mình hay có một cái giác quan lắm. Khi mà tự nhiên cái mình có một cái linh cảm gì đó, bình thường anh đi làm cái gì cũng không cần biết, nhưng mà anh này một khi mà anh nói dối, con cặp mắt ảnh ngộ lắm. Nói dối không được. Dạ, anh này có cái nói dối tự nhiên con người ảnh nó ngộ lắm. Lúc em mới nói anh cứ nhìn thẳng vô mắt em nè, rồi anh trả lời cho em biết đi, phải là như vậy không? Ảnh hỏi không có tại sao cái mắt ổng ngó xuống vậy nè. Cái em nói mình ngó vào thẳng mắt em đi, em chỉ muốn biết sự thật có phải như vậy không. Một khi cái ảnh nói như vậy xong là bắt đầu từ đó khai ra luôn. Tôi cảm nhận cái điều đó, tôi thấy rằng tôi có lỗi, và tôi đã nói với lại Trinh là anh có, và tôi kể hết những gì mà tôi đã 3 tháng đó để tôi kể cho Trinh. Tôi hứa là dứt không nên như vậy nữa. Dạ, vậy là được rồi. Chị có nói với tụi em á là nếu Trinh không lấy anh Long thì bây giờ sẽ là người hối hận. Thì em nghĩ là với một cái lý do như vậy thì chị không bao giờ suy nghĩ lại là mình lựa chọn cái đó là đúng hay sai. À không, chị tin vào cái điều đó là bởi vì anh ấy biết nói chuyện những cái quá khứ, giống như không thể nào anh ấy đang nói chuyện giống như hiện tại đang ở cái phim trường này để thú nhận một cái chuyện giữa vợ chồng như vậy. Đúng ra là bởi vì chị không muốn nói. Nhưng anh ấy là một người rất là thực trong cái tình cảm để mà thú nhận. Sau khi cái chương trình này phát ra rồi thì sẽ lời ra tiếng vào, sẽ có những người thương sẽ nói tiếng khác, và những người không thương sẽ nói vào một cái điều khác vào anh. Và cái sự áp lực đó sẽ đè nặng vào cái vai của anh. Nhưng mọi người hãy nghĩ rằng một người đàn ông mà người ta thú nhận trước tất cả mọi người, cả triệu người, thì đó là một cái điều tình yêu đích thực anh đã dành cho Trinh. Đồng ý với chị Trinh, tại vì như vậy này, thực ra người đàn ông đó có thể không kể cái chuyện này ra. Dạ đúng rồi. Nhưng ngày hôm nay tại sao anh Long lại dùng cái chương trình của mình để nói? Bởi vì người ta luôn luôn trăn trở với cái sai lầm đó. Người ta thấy rằng là người ta nợ người phụ nữ một cái hành động nào đó, mà cái lời xin lỗi với riêng cá nhân chị nó không đủ. Tại vì đàn ông sai thì rất là nhiều người sai, nhưng mà dám nhận cái lỗi sai đó và dũng cảm nói ra thì không phải ai cũng làm được. Đó là một cái người rất là đàng hoàng. Và em cũng rất là nể phục anh với cái ngày hôm nay. Thực sự là như vậy. Nãy giờ thì mình nói chuyện về cái việc mà đũa lệch kết trong chương trình hôm nay rất là nhiều. Và bây giờ có rất là nhiều người họ muốn yêu lắm, nhưng mà họ bị cản trở bởi quá nhiều thứ. Cho em hỏi chị Trinh đi. Cái thời điểm đó, thứ nhất, anh Long vừa là người có 2 đời vợ rồi, vừa hơn chị rất là nhiều tuổi. Gia đình hai bên có thể nói lúc đó là không hề môn đăng hộ đối. Lúc đó cách nào chị đã vượt qua? Thì chị có thể truyền lại cái kinh nghiệm mà chị đã vượt qua nó như thế nào hay không? Để cho mọi người vững tin, mọi người dám bước tới cái tình yêu mà không bỏ qua những cái rào cản đó. Cái câu này cảm ơn Giang. Bởi vì trong lòng Trinh đã quyết tâm đến với lại anh rồi, thì Trinh đã hiểu. Bởi vì mình là phụ nữ thì lúc nào cũng mong nhờ có một cái tấm chồng. Tấm chồng là để là che chở cho mình, là yêu thương mình. Bởi vì anh nói một câu như vậy nè: anh không phải là đại gia, nhưng anh hứa với em và hứa với chị của mình, là hứa với chị thứ ba của mình và kể cả mẹ của mình, đó là con không bao giờ để cho Trinh khổ. Đúng là phải trải qua rất là nhiều gian nan, thử thách. Cái thử thách này là thử thách ngay cả những cái vượt qua cám dỗ của chính bản thân mình để giữ gìn được cái hạnh phúc ấy. Cho nên cái tấm gương của anh chị đấy chính là cái mà chương trình của chúng ta muốn hướng tới. Cảm ơn anh chị.